thứ hai là ngày 24 tháng 4 2023, âm lịch là ngày mùng 5 tháng 3, tức ngày Nhâm Tý tháng Bính Thìn, ngày mà thiên can với địa chi đồng hành đồng cực, âm thủy gặp âm thủy. Ngày theo trực nhị kiến là trực thành. Trực thành tức là thành công và may mắn, rất là tốt cho việc khai trương mở cửa hàng hay là xuất hành chữa bệnh. Theo nhị thập bát tú, ngày này là sao Tất chủ trị. Sao Tất là một sao tốt, Tất tinh chủ trị tạo vô biên, tầm ruộng được mùa lợi của tiền, chôn cất sinh con thì nhiều may mắn phúc lộc truyền đến đời sau. Từ 11 đến 19 giờ là giờ tư mệnh thanh long và hoàng đạo, rất là tốt cho các công việc kể trên. Hơn nữa ngày này rất là nhiều các tinh sáng chiếu soi rọi, như là sao Đại Hồng Sa, Mẫu Thương, Thiên Đức, Nguyệt Đức, Tam Hợp, Thiên Hỷ, Minh Tinh, Thánh Tâm, Thiên Ân, Thiên Thụy, thì các công việc trên đều rất là hanh thông quý vị nhé.